Nếu chúng ta quay sai vị trí phần xe của mình, đem như lời đó phạm quy và bị loại. Đặc biệt vì chúng ta đến thời điểm này thì tôi biết rất ủng hộ
cho ban tổ chức giải cũng như bà con nhân dân và khách thập phương để cổ vũ cho các đội thi đấu. Hiện giờ thì thời tiết rất đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey!
lắm, rất chạy lắm, kế nhau. Chúng tôi thì nó vơ vất, tôi chơi Thank you.
lên bình thường.
cao quyền nhập ngũ là chúng tôi hàng năm. Như vậy là các người đã chuẩn bị quý vào rồi. Nhưng mà khán giả chúng ta tự nhiên nhìn tư nhé. Tá tớ mắt các bạn. Tá tớ mắt nè. Thank you.
sẽ trở về sân khấu để nhận giải phong cách bộ môn đua thuyền. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn đội của đội An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Chúc mừng cho thành tích của đội xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Một lần nữa xin được chân thành chúc mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình. Một lần nữa xin được chúc mừng cho thành tích của đơn vị phường Quỳnh Phương và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Văn. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với giải Á quân của bộ môn đua thuyền năm nay. Xin được chúc mừng đơn vị huyện Đô Lương. Và xin mời toàn đội của huyện Đô Lương chúng ta sẽ trở về sân khấu để nhận giải nhì của bộ môn đua thuyền lễ hội đền cờ năm 2023. Xin mời các vận động viên chúng ta hãy di chuyển lùi xuống bên dưới sân khấu một chút ạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí Đàm Vũ Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy sẽ lên trao giải nhì cho đơn vị huyện Đô Lương. Xin được trân trọng kính mời. Huyện Đô Lương và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đàm Hữu Hồng. Và kính thưa quý vị, giây phút này đây, chúng ta hãy cùng hô thật to tên của đội đạt giải nhất. Xin được chúc mừng xã Quỳnh Lộc. Chúng ta xin được mời toàn đội của xã Quỳnh Lộc chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu để nhận giải nhất của bộ môn đua thuyền lễ hội đền cờ năm 2023. Chúng tôi cũng xin được kính mời các đồng chí lãnh đạo của đơn vị xã Quỳnh Lập chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời đồng chí Lê Trường Sang, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu An, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ lên trao cờ và cúp dành cho đội đạt giải nhất. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Kiều Quang Huyền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Liên, đơn vị nhà tài trợ. Chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu để trao giải cho đội đạt giải nhất. Xin được trân trọng kính mời. Thường vụ thị ủy chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu để chụp hình lưu niệm với đơn vị Quỳnh Lập đã đạt được giải nhất của bộ môn đua thuyền lễ hội đền cờ năm 2023. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, chương trình trao giải bộ môn đua thuyền lễ hội đền cờ năm 2023 đến đây xin phép được kết thúc. Xin được cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu, ban tổ chức, lực lượng trọng tài, toàn thể vận động viên và quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở mùa giải năm sau. Xin được chào.